quý vị và xin chào các bạn xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh Ngọc Flame Family ở Mỹ học tiếng Mỹ thưa quý vị hôm nay là ngày 7 tây tháng 10 năm 2020 Ngọc xin cập nhật những cái thông tin liên quan đến cái chương trình 300 400 trên tuần và Ngọc xin trả lời cái câu hỏi là vì sao hiện giờ ở Cali các bạn nhận cái thư là báo là mình không có được đủ điều kiện để được gia hạn thêm 20 tuần của cái chương trình Fed ID thì người ta trong cái thư đó người ta nói là mình bị ineligible cho cái chương trình đó. Nếu như các bạn thấy là cái chữ này có nghĩa là cái hồ sơ của mình à, không có đủ điều kiện để cho được cho thêm cái gia hạn thêm 20 tuần theo cái chương trình Fed ID. Thì bây giờ cái phần 1 là ngọc xin cập nhật cái thông tin của ngày 7 tây tháng 10 à, Cho cái chương trình 300-400 trên tuần Đó là cái chương trình LWA Thì Ngọc xin chúc mừng cho tiểu bang Nebraska Đã nhận được 1.800 Tức là 6 tuần đó các bạn Mỗi tuần 300 thì tổng cộng là 1 ,800. Ở đây các bạn thấy là Những cái tiểu bang mà có màu vàng vàng đây nè Là đã có thông báo ngưng rồi Những cái tuần ở bên đây Là những cái tuần đã gửi Cái tuần cột bên phải là những cái tuần còn lại Nếu như mà thấy cái chữ quay đỏ này nè cái chữ y dài á là tiểu bang của bạn đã có cái quyết định là ngưng rồi à, thì các bạn thấy là ngọc chia sẻ nó nhiều cho nên là ngọc sẽ cập nhật những cái thông tin mới thôi Kansas thì đã có tiền rồi nè Kentucky thì cho bốn tuần hai tuần còn lại chưa nếu như các bạn nào mà chưa nhận được mà thấy tiểu ban mình đã gửi rồi thì các bạn nên lưu ý là các bạn phải kiểm tra email, kiểm tra cái địa chỉ thư của mình, rồi kiểm tra cái tin nhắn của mình xem thử người ta có gửi gì không, người ta có gửi yêu cầu mình làm gì không. Cali thì hiện giờ chưa có cái tuần thứ sáu nha các bạn. Có một số bạn nói là đã nhận được cái tuần thứ sáu rồi nhưng mà Ngọc chưa có thấy EDD người ta thông báo chính thức cho nên Ngọc cũng chưa có dám chia sẻ. Rồi bây giờ à, Nebraska thì đã gửi hết 6 tuần ngày hôm qua rồi như vậy Ngọc xin chúc mừng Nebraska đã được nhận ngàn 8 nè Rồi à, bây giờ New Jersey thì nói là tháng 10 nhận nhưng mà chưa biết là ngày nào của tháng 10 Ngọc cũng không có thấy những cái thông tin cập nhật mới từ New Jersey. Và ở đây Ngọc cũng thấy là Virginia là người ta bỏ cái yêu cầu nhập cái 10 chữ số rồi các bạn. Nếu các bạn đang thắc mắc về cái 10 chữ số thì không có cần quan tâm nữa. Thì Ngọc cũng cảm ơn các anh chị cô chú đã gửi cái thông tin này cho Ngọc nha. Rồi cái tiểu bang Oregon thì hôm nay có một cô nói là sao tiểu bang của cô đã gửi hết rồi mà cô chưa nhận được. Bây giờ cô làm cái gì? Thì hiện giờ thì Ngọc cũng không biết là nên trả lời cho cô như thế nào. Bởi vì ngày 1 tây tháng 10 người ta đã gửi rồi, hôm nay là ngày 7 thì cô vẫn chưa nhận được tiền. Thì có nghĩa là đã quá 24-48 tiếng đồng hồ rồi. Nếu như các bạn ở Oregon, các bạn có thể là cho Ngọc biết là người ta yêu cầu gì, làm certify như thế nào, trả lời câu hỏi như thế nào để Ngọc có thể giúp cái cô này. Hoặc là các bạn vào cái video, các bạn trả lời dùm cái câu hỏi cho cô này đi. Hồi giờ là cổ nói là cổ nhận được trên 100 đô mỗi tuần nữa các bạn, nhưng mà chưa có tiền về thì Ngọc không biết là có giúp được cô này không hiện giờ cho nên là Ngọc cũng nhờ mấy bạn giúp giúp cô này nha, cô đang chờ tiền mà Oregon là đã gửi hết 6 tuần rồi mà cô chưa nhận được nè à, thì bây giờ để mà trả lời cái câu hỏi là vì sao bạn bị à, không có đủ điều kiện để tham gia cái chương trình FED-ED để được gia hạn thêm 20 tuần nữa thì các bạn biết là FED-ED là một cái chương trình gia hạn tiền trực cấp thất nghiệp với điều kiện là bạn đã À, lãnh hết 26 tuần của UI, bạn đã lãnh hết 26 tuần của PEUC, à, 13 tuần của PEUC thì các bạn mới được tham gia cái chương trình FED-ED. Thì đây là những cái điều kiện để các bạn có thể đủ điều kiện tham gia cái chương trình FED-ED. Trong đó điều kiện thứ nhất là người ta phải nói là cái hồ sơ khi mà bạn mở cái hồ sơ cho UI á, thì bạn phải mở từ ngày 15tây tháng 9 năm 2019 trở về sau của những ngày của năm 2020 Rồi cái chương trình này là Ngọc cũng đã nói rồi các bạn phải sử dụng hết 26 tuần của UI hết 13 tuần của PUC thì các bạn mới tham gia cái chương trình FED ID hoặc là cái hồ sơ của bạn đã hết hạn 12 tháng rồi. Rồi cái thứ ba nữa người ta nói là bây giờ nếu như, mà bạn không đủ điều kiện để xin tiền trợ cấp thất nghiệp theo cái hồ sơ new UI claim thì các bạn sẽ được xem xét cho cái chương trình Fed ed hoặc là các bạn à, không có à, lãnh cái tiền trợ cấp thất nghiệp ở những cái tiểu bang khác thì bạn sẽ được xem xét như vậy cái à, nếu như mà các bạn đang lãnh cái chương trình à, tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang khác mà bạn chuyển qua Cali thì Cali sẽ không cho bạn cái Fed ID đây, đây đâu. À, bây giờ cái điều thứ năm thì bây giờ nó liên quan đến cái số tiền mà bạn à, cái tiền lương cái tiền income của bạn á thì như thế này các bạn ở đây á là người ta tính theo hai cách là người ta tính như thế này để mà đủ điều kiện cho cái chương trình ID bạn phải có đủ cái earnings có đủ giờ làm đủ cái tiền á à, trong cái base period của cái regular UI claim. Rồi nếu như mà bạn tính theo cách này thì bạn phải tính theo làm hai cách. Cái phương thức thứ nhất là 40 nhân cho cái WBA của bạn thì sẽ ra một cái số X, rồi bạn lấy 1.5 nhân cho cái quý cao nhất của bạn ha. Thì coi thử cái quý cao nhất của mình là bao nhiêu ra số Y. Thì ở đây người ta giải thích như thế này, ví dụ như là quý 1 À, bạn nhận được là 11.800. Quý 2 bạn nhận được à quý 2, quý 3, quý 4 mỗi quý các bạn nhận được 2.000, 2.000 hết, 2.000 hết. Ha, à, như vậy cái quý cao nhất của bạn là 11.800 thì người ta sẽ lấy 11.800 nhân cho 1.5 thì ra là 17.700. Đó, và bây giờ cái WPA của các bạn là 400 rưỡi thì người ta sẽ lấy 400 rưỡi nhân 40 là ra 18.800 thì ở đây á người ta nói là cái hồ sơ này đủ điều kiện để nhận cái chương trình gia hạn theo cái chương trình FED ID bởi vì cái 17.700 này á là cao hơn à, cái 17.800 á là cao hơn so với 17.700 thì ở đây Ngọc nghĩ là không biết là cái số 17.800 này ở đâu ra nữa. Thì cái bây giờ, cái highest earnings, ok, cái highest earnings của mình là 11.800, đúng không các bạn? À, rồi bây giờ cái, không biết là hai cái số này ở đâu ra, cái số này ở đâu ra, bây giờ cái, OK, Ngọc hiểu rồi. Bây giờ cái số 18.000 nó cao hơn cái số này, cho nên là bạn đủ điều kiện. Thì Ngọc không biết là người ta tính như thế nào. Nhưng mà đại khái trong cái ví dụ này nó cũng hơi nhầm lẫn nè, các bạn. Không biết là cái con số này 17.800 ở đâu ra. Ngọc phải tìm hiểu lại thôi. Oh, OK, OK, có 17.800 này này nè. 17.800 là ở đây. Đó là cái total pay earning period, uh, period earning là hiện giờ là 17.800. Đó, 17.800 có nghĩa là người ta sẽ cộng hết quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 là sẽ ra quý 1, quý 2, quý 3 cộng quý 4 thì sẽ ra là 17.800. 17.800 thì nó cao hơn so với 17.800 nó cao hơn so với 17.700 cho nên là bạn đủ điều kiện nha các bạn các bạn phải tính à, phải tính cái con số này ra như vậy là Ngọc hiểu rồi bây giờ Ngọc sẽ lấy là cái quý cao nhất cái quý cao nhất à nhân cho 1.5 thì sẽ bằng một cái số y đúng không? Thì các bạn phải so sánh tổng của quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, quý 5. Nếu như mà cái số y này nó nhỏ hơn cái số quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 của bạn thì các bạn sẽ đủ điều kiện nha các bạn. Đó thì cái này nó hơi khó hiểu nhưng mà không biết sao Ngọc mệt quá hôm nay ngọc cứ thở biết à, không biết người bị sao á à, thì bây giờ các bạn biết là cái chương trình fed id này á là người ta có có một cái tích nữa là người ta phải gửi cái um, cái notice của mình khoảng 5 đến 7 ngày á, thì người ta sẽ gửi về cho mình theo cái notice và trong cái notice đó trong cái giấy thông báo đó người ta sẽ giải thích cho mình là mình có đủ điều kiện hay không được bao nhiêu, còn nếu không đủ điều kiện thì người ta cũng giải thích cho mình là vì sao và nếu như bạn không có đồng ý với cái quyết định này thì bạn có thể làm appeal, tức là làm kháng cáo để yêu cầu người ta xem xét lại cái hồ sơ của mình. Còn nếu như mà bạn không có Uh, đủ điều kiện nữa thì người ta có thể là vào cái chương trình PUA người ta làm một phương một cái nữa là reopen open claim cho mình để mình thưởng theo cái chương trình PUA nha các bạn. Cho nên là nếu như mà bạn nhận cái gì từ Sở thất nghiệp bạn phải làm theo cái yêu cầu của họ trong cái thời hạn nha các bạn. Nếu bạn làm trễ thì nhiều khi nó ảnh hưởng đến hồ sơ của mình và bây giờ người ta tính là để mà biết cái số tiền mà bạn nhận được cho cái chương trình FEED thì người ta có cái cách tính như thế này, người ta sẽ à, lấy cái số tiền mà tối đa maximum benefit amount của cái hồ sơ xin tiền trợ cấp thất nghiệp của mình, ví dụ như là bạn nhận được tối đa là 8.800 thì bạn lấy à, cái 8.800 này chia cho 2 thì ra 4.400 đúng không? Rồi bạn lấy cái cách tính thứ hai nữa là 13 tuần. Bởi vì lẽ ra cái này có 13 tuần thôi nhưng mà bây giờ hiện giờ thì người ta cho thêm 7 tuần nữa thành 20. Cho nên là người ta vẫn tính theo cách cũ là 13 nhân cho cái um, weekly benefit amount của mình là 400. Thì mình sẽ được con số là 5 2 Thì các bạn sẽ so sánh con số thứ nhất và con số thứ hai. Như vậy người ta sẽ lấy cái con số nhỏ hơn. Đó là cái uh, maximum benefit amount bạn sẽ nhận được. À, cái nào nhỏ hơn thì mình lấy. Như vậy mình sẽ lấy 4 ,004. À, 4.400 là cái số tiền tối đa bạn có thể nhận được cho cái chương trình ID nha các bạn. Rồi người ta chia thành 20 tuần. Đó các bạn coi thử là mình có đủ điều kiện hay không nha Nếu như không đủ điều kiện mà các bạn không thấy hợp lý Thì các bạn làm appeal, làm kháng cáo Và Ngọc cũng xin cảm ơn mọi người Ngọc xin lỗi là không biết hôm nay bị sao Mà nói nó cứ ngọt 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 à, à Ngọc cảm ơn mọi người rất là nhiều Đã theo dõi, like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc nha mọi người Bởi vì cái kênh này nó cũng ít người coi Cho nên là Ngọc cũng rất hy vọng mọi người sẽ À, đăng ký kênh để ủng hộ ngọc hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo bye bye nào